Có duyên được về làm dâu gia đình bà Tạ Thị Tuyết. 13 năm qua, chị Nguyễn Thị Hương luôn trân quý tình cảm của mẹ chồng dành cho mình. Những ngày nghỉ không phải đi làm, chị Hương thường cùng mẹ đi chợ, chọn mua thực phẩm, rồi hỗ trợ mẹ nấu cơm. Quá trình này đã giúp hai mẹ con hiểu nhau hơn, tình cảm gia đình ấm áp, hòa thuận. Trong sinh hoạt hàng ngày, chị luôn thấu hiểu rằng cha mẹ mình là người cao tuổi, có nhiều kinh nghiệm quý trong cuộc sống, nên chị thường xuyên tâm sự, chia sẻ với mẹ những vấn đề mình gặp phải trong công việc, cũng như trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời lắng nghe mẹ góp ý để hoàn thiện bản thân hơn. Ban đầu mình về đây thì mình cũng được nghe rất là nhiều những cái thông tin và là về làm dâu thì có những cái khó khăn trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu. Nhưng mà rất được may mắn là mình về làm dâu đến thì mình thấy bố mẹ mình cũng là người thoát ly. Cho nên cái hình thức sống của ông bà cũng khá là hiện đại. Cho nên mình dần cảm thấy là nó không phải là con dâu nữa, mà giống như thế là mẹ con trong gia đình. Thì qua 13 năm sống thì giữa mình với mẹ chưa có hề một cái gọi là khúc mắc hay cái gì trong cuộc sống. Và mọi người ở bên ngoài nhìn ba thì đang nói rằng là ô hay, mẹ con như này không phải là mẹ chồng con dâu nữa, mà như là hai mẹ con ruột với nhau. Mình thì thông thường thì cứ trêu là đấy, mẹ còn quý con dâu hơn cả con trai. Thì mình rất là đang trân quý cái cuộc sống hiện tại của mình là như vậy. Từ khi có con dâu, bà Tạ Thị Tuyết vẫn luôn coi con dâu là con gái, luôn phấn khởi cảm động vì con dâu biết hiếu kính với bố mẹ chồng. Thương yêu con hết mực, bà luôn sẵn sàng hỗ trợ con mọi việc trong gia đình để con yên tâm làm việc. Suốt 13 năm qua, căn nhà nhỏ của bà Tuyết luôn ngập tràn tiếng cười, hạnh phúc, ấm áp của các thành viên trong gia đình. Nhà ít người, có con thì cứ buổi tối là con dâu lại xuống chuyện trò cùng với mẹ. Đến 10 giờ thì bắt đầu mới lên phòng ngủ của mình. Nên mà tôi cũng thấy là phấn khởi. Tự nhiên mình thì không sinh ra con, nhưng mà về để có thêm một người con để gọi mình bằng mẹ thì tôi rất là cảm động. Thế thì nhiều lúc thì cũng thương con đi làm vất vả thì bảo thôi con cứ đi làm vất vả, tất cả những việc ở nhà mẹ lo cho hết. Với bà Tuyết, chị Hương hay bất kỳ thành viên nào trong gia đình, yêu thương trân trọng, thấu hiểu, vị tha chính là bí quyết để sống hạnh phúc. Thưa quý vị, chuyện mẹ chồng nàng dâu thì luôn là chủ đề muôn thuở trong các gia đình. Trong chương trình Chuyện tuổi già tuần này thì chúng tôi đã mời đến trường quay tiến sĩ Phan Trung Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức để cùng trò chuyện về chủ đề này. Vâng, trước tiên thì rất cảm ơn tiến sĩ Phan Trung Phương đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào Thanh Huyền, xin kính chào quý vị khán giả. Vâng, thưa tiến sĩ Phan Trung Phương, câu chuyện giữa mẹ chồng nàng dâu thì luôn luôn là chủ đề nóng hổi trong các gia đình. Vậy thì theo anh, điều đó sẽ diễn ra như thế nào ạ? Mẹ chồng nàng dâu, hai cái khái niệm nó đã khác nhau rồi. Và như vậy thì rõ ràng đây cũng là một đề tài mà nhiều người quan tâm. Bởi vì người ta quan tâm đến câu chuyện là mẹ chồng và nàng dâu trong một gia đình. Và người ta quan tâm đến câu chuyện là nếu trong một gia đình thì gia đình ấy có hạnh phúc hay không, gia đình ấy có một cái cuộc sống trọn vẹn hay không. Nó phần nhiều phụ thuộc vào cái mối quan hệ này. Nếu mà mối quan hệ mà cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt thì gia đình chắc chắn không hạnh phúc. Và cái điều này nó tạo cái áp lực cho cả người già và người trẻ. Người già ở đây chính là mẹ chồng và người trẻ chính là nàng dâu. Nó thậm chí nó còn ảnh hưởng cả đến những thế hệ khác. Ví như trong một gia đình mà mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu không tốt thì câu chuyện của con cháu đối với ông bà cũng khó mà có thể viên mãn được. Thực tế khi mà trong một gia đình mà có cả mẹ chồng và nàng dâu thì có những cái mâu thuẫn thực sự là không đáng có đã từng xảy ra. Hãy lấy ví dụ một cái chi tiết đơn giản là ngay như cái việc nấu ăn thôi, nhưng mà quan điểm của mẹ chồng và nàng dâu đôi khi khác nhau. Ví dụ như mẹ chồng mà có tuổi rồi và ngày xưa chuyên một cái thói quen nấu làm sao nó dẻo để ăn, ngược lại thì cô con dâu thì còn đang tuổi trẻ thì cơm mà dẻo có khi lại chê là cơm nát. Và chỉ một chi tiết nhỏ như thế thì cũng đủ thấy rằng là rõ ràng là hai cái quan niệm khác nhau, hai cái thế hệ khác nhau.
thì nó sẽ dẫn đến những cái mâu thuẫn phát sinh. Hay lấy một cái ví dụ nữa là về câu chuyện là ngày nay chúng ta sẽ thấy một cái thực tế là có rất nhiều cô dâu khi đi làm bình thường thì có thể là dậy sớm, nhưng mà đến ngày cuối tuần thì thường là ngủ nướng, thường là ngủ dậy có khi là 7 giờ là quá sớm. Nhưng ngược lại với người mẹ chồng, đặc biệt là những người phụ nữ nông thôn, thì cái việc mà dậy từ 4-5 giờ, một phần là thói quen, hai nữa là già rồi cũng đâu có ngủ được. Thế và chính cái câu chuyện mà nhìn thấy hình ảnh của con mình, con dâu của mình, mà đặc biệt là những ngày cuối tuần lại ngủ dậy muộn, thì nó lại tạo ra một cái suy nghĩ cũng như một cái đánh giá không có tốt. Mà ngược lại đối với người con dâu thì họ lại suy nghĩ một cái điều rất đơn giản là hàng ngày họ đi làm vất vả rồi, thì cái ngày cuối tuần chính là cái cơ hội để họ nghỉ ngơi, cho nên dành cho họ có một cái tự họ muốn dành cho họ một cái phần tưởng thưởng để họ được quyền ngủ dậy muộn. Thế thì ở đây nếu mà chúng ta hiểu ra, chúng ta phân tích ra thì chúng ta sẽ thấy là để giải quyết được vấn đề này nó cần phải đến từ hai phía. Một là phía đối với người trẻ, chúng ta phải hiểu được tâm lý của người già, chúng ta phải hiểu được hiện nay người già đang nghĩ cái gì, và từ đó chúng ta phải truyền tải được để chúng ta bán cái ý tưởng đó cho cha mẹ, để cha mẹ hiểu và cảm thông với cái công việc, với cái thực tế công việc của chúng ta, với cái áp lực mà ngày thường chúng ta đang trải qua, để chúng ta có cái cơ hội được thư giãn, có cái cơ hội được lấy lại cái năng lượng mà trong quá trình làm việc hàng tuần chúng ta mất đi. Thế thì từ đó người già cũng lắng nghe xem là con của mình làm gì, con dâu của mình công việc đang ra như thế nào, thì cái việc mà có thể thay đổi, cái việc mà có thể cảm thông, cái việc mà có thể bao dung, lúc ấy nó cũng từ đó mà xuất hiện. Cho nên quan trọng nhất nó vẫn là giao tiếp để hiểu nhau. Vậy thì theo anh, cái nguyên nhân nào để dẫn đến cái sự mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu trong gia đình ạ? Nó có hai cái ý ở đây. Cái ý đầu tiên như vừa phân tích ở câu trên mà chúng ta để ý thấy, tức là sự không hiểu nhau. Có những cái bất hòa ấy, nó diễn ra là bởi vì mỗi người nhìn ở một cái giác độ. Đơn giản nói ví dụ như chúng ta có hai cái hộp mà quay về hướng chúng ta là màu đỏ, quay về hướng của mẹ chồng là màu xanh, thì mẹ chồng chắc chắn sẽ bảo hộp màu xanh, bởi vì bà không bao giờ nhìn thấy màu đỏ. Ngược trở lại với chúng ta thì chúng ta chỉ nhìn thấy cái màu đỏ hiện hữu. Và vì như vậy cho nên để giải quyết được vấn đề, chúng ta phải nhìn vấn đề đa chiều. Trong quan hệ cũng như vậy, khi mà mẹ chồng muốn hiểu nàng dâu thì phải đặt mình vào vai trò của nàng dâu. Ngược lại, nàng dâu muốn hiểu được mẹ chồng thì cũng phải đặt mình vào hoàn cảnh của mẹ chồng thì mới có thể giải quyết được vấn đề. Và khi ta không đặt suy nghĩ của mình vào người khác, ta chỉ cái tôi của mình, thì đó là một lý do đầu tiên để xảy ra cái câu chuyện mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu. Cái điều thứ hai là người con dâu cũng như mẹ chồng hiểu được cái vai trò, cái trọng trách của mình. Ví dụ chúng ta cho dù con là con dâu nhưng chúng ta vẫn là hàng làm con, thì chúng ta phải ứng xử là ứng xử của người làm con với cha mẹ. Với cha mẹ đẻ của mình như thế nào thì chúng ta cũng cần phải ứng xử với cha mẹ của chồng như thế. Ngược trở lại với cha mẹ cũng như vậy. Chúng ta bây giờ khi có tuổi rồi, chúng ta là những người khác thế hệ. Có những thứ ngày nay con dâu biết mà chúng ta không biết. Có những thứ ngày nay xã hội đang diễn ra nhưng thời của chúng ta nó không có. Như vậy thì chúng ta phải hiểu và phải cảm thông và phải giúp đỡ các con. Vì suy cho đến cùng ấy, mình phải coi con của mình như con đẻ thì mình mới có sự bao dung, mới có sự tha thứ và mới có sự giúp được các con. Bởi vì con dâu cũng vẫn là con, và con dâu cũng là những người mà cũng đôi khi cũng cần phải học tập, phải thay đổi, thì cha mẹ lúc đấy bao dung sẽ giúp được con và sẽ dạy được con. Khi hai người đều nghĩ cho nhau, khi những người xung quanh đều nghĩ cho người khác thì xã hội không có vấn đề gì. Ngược lại, ai cũng nghĩ cho mình thì xã hội sẽ có vấn đề. Và xã hội có vấn đề nó đến từ vấn đề của gia đình. Cho nên mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu mà cơm không lành canh không ngọt thì xã hội cũng sẽ bất an. 25 năm làm dâu gia đình bà Đặng Thị Đông, chị Vũ Thị Lan Anh luôn tâm sự mọi việc với mẹ chồng về mọi chuyện trong cuộc sống của mình. Hàng ngày, chị Lan Anh đều dành thời gian đỡ đần mẹ việc nhà. Làm dâu của ông bà là được năm nay là 25 năm. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thì mình thấy nhiều gia đình thì cũng chuyện nọ chuyện kia, nhưng riêng nhà mình thì mẹ chồng với con dâu thì rất hòa thuận. Mẹ chồng mình thì sống chan hòa, bà nhân hậu. Nên là thế cả hai mẹ con cứ
sống tình cảm, hay tâm sự với nhau, rồi có chuyện gì thì có lời khuyên. Mẹ mình thì lúc ốm bụng đau thì bà cũng chăm sóc mình rất là tận tình, kể cả khi bà ốm đau thì mình cũng chăm sóc bà như là mẹ ruột của mình. Có một điều đặc biệt, ấy là gia đình bà Đông, chị Lan Anh là gia đình ba thế hệ với rất nhiều thành viên. Ông bà hiện sống chung với vợ chồng con trai, vợ chồng con gái và các cháu nội ngoại. Gia đình nhiều thế hệ, nhiều thành viên, tất cả đều sinh hoạt chung, ăn cơm chung là một điều rất hạnh phúc với vợ chồng bà Đông khi tuổi xế chiều. Và để giữ gìn hạnh phúc trong một đại gia đình là một điều tưởng như rất khó, nhưng thật ra lại rất đơn giản, ấy chính là sự chân thành. Bà luôn đối đãi với con dâu cũng như con gái, không có sự phân biệt, không hà khắc với con dâu. Còn sức khỏe là bà còn hỗ trợ các con công việc nội trợ trong gia đình. Gia đình thì ở đây thì con dâu về đây được 25 năm. Thế cháu sống hòa đồng với mọi người. Tôi cũng cảm thấy rất là vui và hạnh phúc vì cái tuổi già thì lúc nào cũng muốn sống cùng con cháu. Con cháu thì nó cũng nghịch ngợm đấy nhưng mà rất là vui. Thế con dâu thì sống tình cảm, tôi coi con dâu như là con gái. Thế là mẹ chồng với nàng dâu thì không có điều tiếng gì cả. Có chuyện gì thì mẹ cũng nói chuyện với con có chuyện gì thì cũng tâm sự với mẹ. Nên là mẹ con thì rất là vui vẻ, hòa đồng. Khi cho đi, chúng ta sẽ nhận lại. Đó là bí quyết gìn giữ hạnh phúc của gia đình bà Đông, chị Lan Anh, cũng như nhiều mẹ chồng nàng dâu thời nay. Chỉ có tình cảm thương yêu thực sự, sự đối xử chân thành mới giúp các gia đình hạnh phúc. Không chỉ thay đổi về thói quen, về nếp sống, nếp sinh hoạt, mà cả hai cũng đều phải thay đổi về cách tương tác, cách trò chuyện cũng như là chia sẻ tình cảm với nhau trong gia đình để có thể giúp mối quan hệ này ngày càng hòa hợp hơn, đúng không anh? Đúng là như vậy. Giao tiếp mà là một cái khái niệm mà chúng ta thấy là nó diễn ra trong đời sống xã hội và trong cả gia đình cũng như vậy. Giao tiếp có những khi là giao tiếp bằng lời và có những khi giao tiếp mà phi ngôn ngữ. Nhưng thông thường thì chúng ta hay có cái giao tiếp bằng lời. Và để mà giao tiếp được thì phải hiểu nhau. Để mà giao tiếp được thì phải xem cái người đối tác cần cái gì. Trong một gia đình thì mẹ chồng, nàng dâu đặc biệt sống cùng với nhau thì không thể không giao tiếp và không thể không giao tiếp bằng lời. Làm được cái việc này thì nó sẽ góp cho cái không khí trong gia đình nó trở nên tự nhiên. Bởi vì Phương cũng đã từng chứng kiến có những gia đình mà khi mà người mẹ chồng mà lên sống với con dâu thì chỉ 1-2 tuần là năng nặc muốn về. Không phải là bởi vì đời sống vật chất của bà không được đáp ứng, mà là bởi vì bà không có tiếng nói chung, là bởi vì bà không nói chuyện được, không giao tiếp được với cô con dâu. Có những thứ mà bà cần chia sẻ thì cô con dâu lại không muốn lắng nghe. Những câu chuyện của người già đôi khi muốn nói một lần, muốn nói hai lần, thậm chí là nói đến mức mà có những anh con trai nói là thưa mẹ con thuộc cái câu chuyện này rồi. Nhưng đấy là người già. Ngược lại, cô con dâu mà không hiểu thì nghe một lần, đến lần thứ hai đã không muốn nghe rồi. Chúng ta hiểu người già, đôi khi chúng ta còn hiểu được là đôi khi nói ra câu chuyện đó không phải là mục đích nói câu chuyện đó, mà đơn giản chỉ là muốn nói chuyện, muốn giao tiếp. Và thực tế, khi chúng ta hiểu được như vậy, thì chúng ta giao tiếp và thông qua đó chúng ta hiểu nhau. Và thông qua đó chúng ta làm được những điều lớn hơn là những cái câu chuyện mà chúng ta trao đổi với nhau. Ví dụ như mẹ chồng luôn luôn thích kể về những cái câu chuyện của quá khứ. Mẹ chồng luôn luôn thích kể về câu chuyện của chồng mình khi còn bé. Thì người vợ phải hiểu rằng là thông qua cái câu chuyện đó, mẹ có một cái tình cảm đặc biệt đối với con trai của mình. Mẹ có tình cảm đặc biệt đối với người chồng của mình. Thế thì mình phải hiểu được mẹ mình yêu chồng mình như thế nào, thì mình cũng phải có trách nhiệm đối xử với chồng mình ra làm sao để họ đỡ hụt hẫng và để họ cảm thấy được cái đứa con của họ, không chỉ họ mà bây giờ có thêm một người phụ nữ nữa để yêu thương. Vâng thưa anh, vậy thì để giữ hòa khí và giữ gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc, hài hòa thì những người trong gia đình, đặc biệt là mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu phải êm đẹp trước đã. Vậy thì theo anh cần làm gì ạ? Như đã từng nói là một cái mối quan hệ mà muốn nó tốt đẹp thì chúng ta phải biết cho đi. Người cho được hơn là người nhận. Khi ta cho đi thì ta cũng sẽ được nhận lại.
Khi ta nghĩ cho người khác thì người khác cũng sẽ nghĩ cho ta. Từng có một cái ví dụ rất đơn giản là nếu như có 3 người mà bây giờ cần phải bầu chọn một người. Nếu như ta chọn cho ta và không ai chọn cho ta cả thì ta chỉ được có 1 phiếu trên 3 phiếu. Nhưng ngược lại ta có suy nghĩ ngược trở lại là ta không chọn ta và ta chọn 2 người. Thế thì mỗi người còn lại đều được 2 phần 3, 2 trên 3 phiếu. Như vậy rõ ràng ta thấy là ta cho đi, ta sẽ được nhận lại. Nói thì nó dễ, nhưng thực tế vào cuộc sống nó sẽ rất khó. Bởi vì mỗi một con người đều có cái tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu như chúng ta nhìn về một cái đích chung là gia đình hạnh phúc, chúng ta nhìn một cái đích chung là chúng ta không chỉ sống cho chúng ta, mà chúng ta còn phải dạy dỗ con cái. Chúng ta còn phải đối xử tốt với bố mẹ, cho dù là bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ. Thì cái việc hiểu nhau, việc cảm thông lẫn nhau, việc bao dung cho nhau là việc vô cùng cần thiết. Không chỉ mẹ chồng mà bản thân nàng dâu cũng phải làm được điều như vậy. Một cái chi tiết nữa mà tại sao vẫn phải muốn nhấn mạnh là đấy là vai trò của nàng dâu còn quan trọng hơn. Bởi vì như đã từng nói là mẹ chồng có tuổi rồi. Mỗi tuổi thì một khác. Người ta thường nói một cái câu là khi nào con già thì con sẽ hiểu. Hay nói cái câu là một già một trẻ bằng nhau. Có những cái người mẹ khi mà còn đang ở tuổi trẻ thì không có cái tính đó. Nhưng khi mà làm bà rồi, vì một cái mâu thuẫn đối với nàng dâu hoàn toàn có thể giận dỗi, hoàn toàn có thể bỏ về, hoàn toàn có thể có một cái hành động như một đứa trẻ. Nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta thấy là người già chấp. Nhưng thực ra nếu chúng ta hiểu rồi, chúng ta biết đây là đặc điểm lứa tuổi. Đấy là đặc điểm tâm sinh lý. Và hiểu được như thế, bỏ qua thì cuộc sống sẽ ổn. Chừng nào mà người con dâu mà xem mẹ chồng của mình như mẹ đẻ, phải nghĩ là gia đình nó sẽ hạnh phúc. Chừng nào người mẹ chồng mà tiếp cận đến việc coi con dâu của mình nó như con gái của mình thì gia đình đó cũng chắc chắn sẽ hạnh phúc. Dạ vâng, rất là cảm ơn những ý kiến chia sẻ của tiến sĩ Phan Trung Phương. Quý vị thân mến, có thể chắc chắn một điều rằng để một quan hệ trong gia đình được bền chặt thì không chỉ cần đến cái nhìn thoáng hơn của mẹ chồng mà đặc biệt là cần đến sự thấu hiểu và hiếu thảo của các nàng dâu. Và chương trình Chuyện Tuổi Già tuần này của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.